Alo, 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 xin chào bạn, nay mình sẽ chơi Mangala thắng nha. Chơi cả hai con luôn. Đầu tiên là mình sẽ cho nó đi vệ sinh. Một con cấp 2 và một con cấp 3. Tắm luôn các bạn nhá. Không phải luôn. Mình đại gia bạch công tử mua hết tiếp theo là cái cầu vồng này đây này, con này cầu vồng luôn. Ok, xả nước là được rồi. Đây, có cả con vịt. Ờ, một bản bên này chưa update rồi. Con vịt này có thể lôi xuống, còn con bên này thì không. Ok, bây giờ mình sẽ trả lông cho nó mượt coi nha. Rồi, 100% luôn. Wow. Đánh răng nào. Mua luôn. Mua kim cương. Đó. Chơi cùng lúc hai con cho nên là cũng hơi khó. Làm từng con một. Okay, xong rồi. Mình sẽ đi thay đổi trang phục đây. Đó, hai phiên bản khác hẳn nhau luôn. Đây, bộ này đẹp này. Phiên bản cũ này không có bộ nào luôn ạ, chán thật sự. Mình sẽ thay đổi màu cho cái con này. Màu hồng à. Ngôi sao. Đây. Ủa, áo này đẹp thế nhở. Một cái giày. À, một cái dép lê. Ok baby. Đổi màu dép đi. Màu xanh với chuối cho nó máu. Ok. Máy bay. Một con sẽ vào một con hàng luôn. Con là gì? Rồi cả hai con đều có luôn nhá. Đây là một cái áo. Ok, mặc thêm cái quần cho con này nữa là hợp lý. Ở đâu? Con này hiểu hơn. Rồi, đi ăn nào. Đến mất mình chưa cầm đèn chơi bên này. Cho nên là sẽ không có cái để xoay máy xe sinh tố đâu. Wow. Mua đồ ăn đây. Hết luôn. Không mua được. À, có mấy cái khóa này. Phải lên cấp để mở được mấy cái này các bạn ạ. Wow. Đồ ngon vãi chưởng. Hết ra nào. Ok, cho nó ăn tiếp. Cho nó ăn luôn các bạn nhé. Ok, đổi màu sơn cho những cái này. Mua luôn. Ok, đi bay tiếp.
nhiều cái này lên ạ. 30 à? Mấy cái lá bàn này để làm gì nhở? Rồi, mình sẽ trang điểm cho cái con này. Mua đồ nó sẽ xịn. Một kim cương. Aha. Mói. Wow, một cái vòng cổ luôn. Nhưng mình sẽ thay đổi màu. Màu này không nổi bật mấy. Đó. Màu này có vẻ là xịn này. Rồi, x ra. Lại phải đánh răng cho nó rồi. Rồi, tô son nữa là xong. Con này vẫn cho nó đi mua đồ đấy. Mình thích son màu đỏ hơn. Ok baby. Oh my god, con này bị bệnh rồi. Cho con này đi đánh đàn nè. Quá to luôn. Còn con này sẽ đi. Nó đi ngủ.
chỗ này cũng đẹp này. Đấy. Nhìn ra đi một phết. Ok. Cho con đây. Ok, mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye.